Mùa này thay Quick cho bàn kia Goblin không anh? Thực ra là anh nghĩ là... Úi, tôi xong rồi, rắc cua. Rắc cua. Crazy. Đâu, đây là kênh cũ của anh mà. Cái cũ của anh nó vẫn dùng vẫn bình thường mà. Thực ra là nó không phải đai mà là từ đó nó bị tắc tiền. Mà duyệt lại thì nó lâu lắm, vì vậy là anh chuyển sang làm tên của anh Tali. Nhưng hiện tại bây giờ view cũng chán rồi. Lạc để chơi. Hồi xưa khi mà bắt đầu làm nó hơi sướng, giờ làm chán. Mấy chục đồng chán. Nói chung là làm vì đam mê, mình không làm cái này làm cái kia. Chứ không, ví dụ như làm sao cái chắc là có thể là mình sẽ không làm nữa, nhưng mà nó đây là một kỷ niệm. Ok, mà sẽ đến vào Zack và Dan Dillon. As we get into game number one, Dandelion versus Jack. I'm thrilled about this. This is going to be awesome. Definitely is. Every time I see both of these players. Hai vs hai thì thường họ toàn ban. Dandelion did last season. Both of these guys. Họ toàn ban Toledo. Ủ. Worldbreaker và Miner lên ta. Đâu, Fisherman đây rồi. Ủ. And Dandelion looks like he was watching Benzer play. Do get a big hit, some big hits there. Meta mùa này nó loạn quá, mình không phân biệt là deck nào đây. Giờ là Fisherman. Con Ewit sẽ xuất hiện ở đây nhưng mà gặp rất là khéo bởi vì là Fisherman. Ewit đâu? Ôi giời ơi, con mẹ. Đúng là mình dự đoán là con Fisherman nó sẽ kéo con nới lại. Và bây giờ là spam quick. Cái tên này thì vào như nào đây? Như nào cũng là một cái giáp bên đa đem. Người ta chơi giáp hay sao? Rồi, và con em biết sẽ có một đam và hai đam. Không, đúng rồi, đó là giáp rồi. Chờ sao có stream không? Không, chờ sao thì nó lâu á. Mình stream một trận thôi. Và ăn được cái chu rồi. Nice ơi. Tại sao thì mọi người chuyển sang kênh chính mà xem nhé. Mình sẽ sao mình không support cho team nào hết thì vậy mình không stream. CIL West mà các bạn ngồi stream thì nó kinh khủng. Stream 4 tiếng, 5 tiếng, 6 tiếng, ngày hôm qua 6 tiếng ạ. Đánh cũng thấy mệt, sang người xem cũng thấy mệt chứ người đánh. Nhưng mà các bạn có một điều đó là CIL West họ không đánh, họ không cứ thời gian từ đúng nhá. Họ cắt đi hết đấy. Ví dụ như thời gian nghỉ họ toàn cắt đi hết rồi, tức là họ không họ không stream trực tiếp mà họ là phát lại, đúng rồi. Các bạn thấy là người thời gian nghỉ không có đúng không? Đấy, hay đi, OP quá, vì vậy là tại sao mùa này lại Worldbreaker lại xuất hiện rất nhiều. Ngày hôm qua các bạn có thấy là Legend cũng chơi cái deck này, cũng chơi combo này, phê cực thủ. Ok, game đầu tiên anh cho rắc rồi, GG. A little perplexed about this one, and look at this. Yep, this is exactly it. Dandelion has no answers. I mean, he has the Mega Knight, but even that's not the deal here. It's too little, too late. Thực ra là các bạn khi mà các bạn dùng combo mà Worldbreaker cộng với lại Miner ấy, thì các bạn sử dụng Hylee thì đối với Hylee thì không thể chặn được. Đăng ký có tên của Ego mà cũng là này cũng chưa xuất hiện. Ok, bây giờ đến vào game thứ hai. Dan Dillon và Zack. Complexity 17 á. Phải chưa? Okay. Block này. Here we go. Now this is what I'm talking about. Royal Giant from Jack. So it's gonna be the Knight Tornado variant. Okay, mà Zack đây là chơi cái deck. À, mình nhớ cái deck này có Zack rồi. Ông này là ông chơi cái deck
Executioner và Earthquake, Rail Hawks. Tribal Gamer, Tribal với lại nên thực ra mình cũng máy không cao, không nên giá không cao của họ. Ui, rất nhiều đang đến từ Executioner, còn Miner và Bad. Văn Kỳ à? Thế cuối cùng là một cái Earthquake thì đúng hơn. Thực ra mình không nghĩ là... Mình không nghĩ là ông ta... Zack sẽ chơi Rocket đâu. Zack mà chơi Rocket thì mình quỳ luôn đấy. Happy Noob Day à? Every time I see a Royal Giant, I still have to say, you know, it's definitely a lot quicker compared to what Dandelion has with the Giant and the, you know, and the Night Witch at the back. Ờ sao không dùng từ đâu ta? Vẫn có một hit mà, chắc chắn là con sẽ có một hit rồi rồi. Thực ra mình nghĩ là trong tuần này không nên đặt Incursion, không nên đặt Dragon ở phía bên phải. Mình nghĩ là công phía bên trái đi, cứ công phía bên trái đi. Thế cuối cùng là gì nhỉ? Ui, bắt ngay được một cái lock rồi. Lại có một hit còn... A lot better, but Jack all in all took a lot more damage. The minor poison, as I said, did a lot of chip. Bây giờ sẽ là poison rồi, đúng luôn, bắt được con thằng. Yeah, he's taking quite a bit of damage on that bottom right. Once again, the poison use. What is he gonna do here? Executioner. Tornado, nhưng mà tornado bị lỗi rồi. Con Executioner nó không thể bắn được cái pha xa như vậy. Và bây giờ sẽ là minor đẩy lên. Rất cẩn thận trong cái tên này. Zack đang muốn trở thành Happy Noob à? Fisherman. Rồi, Fisherman như là kéo bị lỗi. Vẫn một hit. Ơ? À, anh này anh chặn vào một cái... Miner. Thế cùng là gì nhỉ? Slaska. Hình như không phải là Rocket. Hình như là một cái Fireball. Hay là Earthquake gì đấy. Fireball á? Chắc nhỉ? Tại vì là anh ta đẩy lock đi thì anh ta chắc chắn nó không đẩy lock một cách Hoover ấy thì không phải là Rocket rồi. Player, you have to be able to play a wide variety of things. Correct, and Jack has been showing that to us, and even this guy on your screen, Dandelion, like, it was so close game to you, he was able to come literally just thua like 2-3 luôn. À, một, đúng rồi, trận đấu gần trước thì Zack Clean Sweep team Game Week này. Anh em nhớ. What the Jack is, has been incredible the last couple days. 18, 18. So many come from behind victories. Just been amazing, amazing games. What an absolute pleasure it is to watch these players. They are playing out of their minds right now. Everybody is playing at such a high level. Ah, balloon hay không nhỉ? Balloon. Balloon fisherman không ta? Yep, they're both doing it. So far. Oh, Miro matchup à? See if that stays true. Cái tiếng của con Wallbreaker nó giống như tiếng của giống tiếng của con Skeleton. Mirror matchup à? Mirror matchup rồi. Ui, rất nhiều đam với từ Skeleton. Lot of scratches. All right, what is Dandelion's answer gonna be? He's gonna go for the miner, but that's gonna get pulled by the old fisherman. But there is a snowball for the bats. So the difference right bây giờ Wallbreaker chặn như thế nào đây? Không chặn được rồi. Tuần này không chặn được. Ôi, Mega Knight ra rất kịp thời. Nhưng mà trong cái tên này thì Mega Knight mà xuất hiện như thế này là rất là khó cho Mega Knight rồi. Vì vậy là Witch Spam cực kỳ là khó chịu. Ôi ôi, một con Witch và cộng với lại một Free Set Tower thôi. Defense cực kỳ tốt ạ.
Yeah. Phenomenal night. Ui, Fisher Man đặt lỗi. Fisher Man đặt lỗi và đen liệt Zach đang có lợi thế rất nhiều. Đa máu đã xuống là 700 rồi. Snowball no. Snowball. Không cần thiết à. Tính toán rất là hợp lý. Bây giờ là World Breaker. Theo cuối cùng là gì đây? Ui, Miner sao đẩy lên ở phía bên phải. Bắt được Quick luôn. Poison đâu? Cần thiết không? Wow, Mirror matchup. Ui, Quick rất nhiều dam ạ. Và bây giờ là Warbreaker phía bên trái. Phải liệu rằng còn đen được trong tuần này không? Ui. This is like a boxing match where nobody's trying to defend. They're just slugging each other in the face, trying to see who. Bây giờ Zack đang tắt tay bởi vì là cái tấm tơ này không được. Snowball, Chris kill cho Miner. Một Miner. Chris. Một này thay Quick cho Văn kia góp điện hoành. Thực ra là anh nghĩ là úi, tôi xong rồi, Zack thua. Zack thua. Úi, Zack thua. Crazy! Jack, holy shit! What is going on here? Một cái sự lợi, một cái giờ Snowball. So close, mình không thể tin nổi là sẽ có thể thắng được game được 60 máu. Và các bạn hiểu tại sao khi mà con Mega Knight nó bị chậm đi không? Đó chính là việc mà qua Snowball cuối cùng. Qua Snowball.